Hôm nay tôi sẽ tiếp tục bổ sung những cây vợt tầm giá dưới 1 triệu của Yonex. Vâng, xin chào toàn thể tất cả các anh chị em đã quay lại với kênh YouTube của EBSOC ngày hôm nay. Ngày hôm nay trong một ngày mà bầu trời đã hơi se lạnh một chút thì anh em nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ 5K để chúng ta đảm bảo được là phòng chống dịch và chuẩn bị được đánh cầu lông lại rồi đấy anh em ạ. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào, hôm nay chúng ta sẽ không làm review. Không phải là không làm review mà hôm nay chúng ta có làm review nhưng mà là chỉ review nhanh thôi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục bổ sung những cây vợt tầm giá dưới 1 triệu của Yonex. Mà đây đều là các sản phẩm vợt 5U để cho những bạn mới tập chơi hay là những người có cái lực cổ tay hay là lực tay không được mạnh, chúng ta đều có thể sử dụng được những cây vợt cực kỳ dễ chơi của dòng Line tới từ Yonex. Như anh em cũng biết thì tất cả các sản phẩm mà Yonex Line thì đều là các sản phẩm vợt 5U. 5U ở đây thì thường thường cho chúng ta cái độ nặng dưới 80g. Dưới 80g thì rất là nhẹ rồi đúng không, anh em biết là rất nhẹ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem là các cái sản phẩm này nó có thông số như thế nào, bởi vì thường từ trước đến nay Yonex sẽ không cho chúng ta cái thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm vợt. Ok, thì bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ vào với những cái sản phẩm vợt này. Đầu tiên chúng ta có hai dòng Astroc, ở đây có Astroc 21i và 27i. Đây là sản phẩm có giá chỉ 6XX một cây nên là cực kỳ phù hợp cho những người mới chơi, những người muốn tập hoặc là những bạn nữ có cái cổ tay không được tốt. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ đi đo hai sản phẩm này luôn. Đầu tiên với 27i chúng ta sẽ đo độ nặng của 27i. 81,6, vợt 5U 81,6, bởi vì cái ni lông này không được được kỹ, tôi nghĩ là cái ni lông không được kỹ. Nhưng em biết là các cái ni lông của sản phẩm vợt cao cấp hơn một chút thì người ta hút chân không nó hết, nó nhẹ, cái ni lông này lại bó nhiều nữa, hơi nặng một chút. Cái sản phẩm này tôi nghĩ không đến 81 đâu, nó chỉ rơi vào khoảng tầm, nếu mà chuẩn ra khoảng tầm 80, một dưới một tí. Tiếp theo là đến sản phẩm Astroc 21i, Line 21i. Đây, 79,5 thì con này khi bóc cái này ra tôi nghĩ nó sẽ phải giảm đi khoảng tầm 1,5g nữa. Đấy thì nó chỉ khoảng tầm 78 thôi. Rất là nhẹ và phù hợp. Tiếp theo là chúng ta sẽ tới với cái điểm cân bằng của sản phẩm 21i này. Nhưng mà tôi nghĩ 21i thì với cả 27i hay là các dòng Line thì cái này nó hơi nặng, nên là điểm cân bằng chưa chắc lại chính xác được 100% anh em nhé. Tương đối thôi. 21i thì hiện tại tôi thấy ở đây nó rơi vào khoảng tầm 295 cho tới 296mm. Thì đây cũng không phải là một sản phẩm quá nhẹ đâu. Không phải một sản phẩm quá nhẹ đâu. Tiếp theo cái điểm swing của 21i. Như anh em nghĩ thì dòng Line thì thường thường cái điểm swing là bao nhiêu? Rồi, anh em không phải nghĩ nữa mà tôi sẽ làm luôn. 81,5. Điểm swing 81,5 mà điểm cân bằng tầm 295. Như thế là nó cũng khá là trợ lực đấy chứ. Khá là trợ lực. Nhưng mà không quá nặng thì tất nhiên là các sản phẩm vừa 5U thì thường thường dành cho những người tay yếu rồi. Thì đây cũng là một sản phẩm có độ đầm, có độ đầm. Tiếp theo 27i, chúng ta đo luôn điểm swing của 27i anh em nhé. 83. Đấy. Anh em nào muốn đầm đầm tay hơn một tí thì chúng ta có thể chọn 27i. Điểm cân bằng của 27i, điểm cân bằng của 27i nhỉnh hơn điểm cân bằng của 21i một chút. Nó từ khoảng 296 cho tới 297mm. Đấy thì chúng ta có thể kết luận được dòng Astroc 27i và 21i. Anh em nào muốn nhẹ nhàng một tí, phản tạp nhanh hơn, các thứ nhanh hơn, nhẹ nhàng, chúng ta chọn 21. Còn nếu mà anh em nào muốn đầm đầm một chút, có thể công được, trợ lực nhiều hơn thì chúng ta có thể chọn 27i. Rất là tuyệt vời, hai dòng Astroc Line này. Tiếp theo chúng ta lại tới với một sản phẩm có giá trị là 6XX nữa. Chúng ta sẽ tới với Voltrix Line 25i. Màu tím rất là đẹp. Rồi, độ nặng 82,1 thì anh em cứ trừ đi khoảng tầm 1,5g đi, nó khoảng hơn 80. Ok, điểm cân bằng, không biết dòng Voltrix thì cái điểm cân bằng nó có cao hơn dòng Astroc không? À không.
Điểm cân bằng của cây Voltrick này hiện tại tôi thấy nó rơi vào khoảng tầm 292 cho tới 293. Voltrick thì khi cầm vào chúng ta đã thấy nó là một sản phẩm có vẻ là cứng hơn so với cả Astrox rồi. Cũng là sản phẩm cứng. Tiếp theo cái điểm swing của Voltrick này. Đấy, anh em nào mà muốn một cây đầm đầm mà đầm đầm một chút trợ lực thì chúng ta có thể chọn Astrox Line hoặc là Voltrick Line. Những sản phẩm này thì có độ cứng, cây Voltrick thì cứng hơn, cây Astrox thì sẽ không cứng bằng Voltrick. Vừa xong chúng ta đã đi qua cái dòng phân khúc với giá 6XX thì bây giờ chúng ta sẽ tới với dòng phân khúc giá cao hơn một tí, sản phẩm mới hơn một tí và nhìn nó xịn sò hơn một tí, đó là sản phẩm có giá trị là 7XX. XX nhiều quá anh em nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp theo review sản phẩm vợt Nanoray Line, Nanoray 70 la. Nanoray 70 la. Cái sản phẩm này được trước là giá cũng cao đây nhưng mà bây giờ giảm rồi. Rất dễ tiếp cận. Như anh em cũng biết dòng Nanoray là một dòng thân cứng mà đầu nhẹ, thì không biết là những sản phẩm này nó có thực sự là thân cứng đầu nhẹ không? Nó có đúng tiêu chuẩn của Nanoray không? Anh em chúng ta bắt đầu sẽ cân nào. Như sản phẩm này 80,6 gram cho cây màu xanh biển. Tiếp tục cây màu xanh lá 78,7, nhẹ hơn rất nhiều đó. Tiếp tục cây màu tím, cây đây là màu xanh tím. Màu xanh tím mới chính xác. Màu xanh tím 81,1. Thì anh em chúng ta có 3 sản phẩm. Đây, sản phẩm màu xanh biển là nặng nhất, xanh tím là nặng nhì và xanh lá là nặng thứ 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đo điểm swing của 3 sản phẩm Nanoray này. Đầu tiên với cây màu xanh lá cây. Thân cứng, điểm swing là bao nhiêu? Đúng thật. Thì các cái sản phẩm thân cứng thì thường thường điểm con này thì nó hơi nhẹ đầu một chút, nhanh đánh nhanh. 79 cho cây màu xanh lá, cũng là cây nhẹ nhất. Tiếp tới là cây màu xanh tím, cây nhẹ nhì, điểm swing là bao nhiêu? Chắc cao hơn tí đấy. Đúng rồi, 81 cho cây màu tím. Những anh em nào mà thích vượt nhẹ cứng thân thì chúng ta có thể sử dụng Nanoray 70 Line nhé. Vượt nhẹ cứng thân thì chúng ta có thể bắt lưới nhanh hơn, tì đè nhanh hơn, phản tàn nhanh hơn, thủ thích hơn. Nhưng có một điều đó là vượt thân cứng mà đầu vừa vừa thì chúng ta công nó sẽ không được sướng cho lắm. Cây này cũng chỉ là 80,5, nó bằng với cả sản phẩm màu xanh tím, thế chứng tỏ là hai sản phẩm này có độ nặng gần như nhau và điểm swing gần như nhau. Tiếp theo, đại diện cho Nanoray thì không biết là điểm cân bằng là bao nhiêu. Điểm cân bằng của Nanoray thì hiện tại như tôi thấy ở đây nó khoảng tầm, nó rơi khoảng tầm như cây màu xanh biển, nó rơi khoảng tầm 290 đây anh em ạ. 290 đến 291. Tiếp theo là cây màu xanh lá, là cây nhẹ nhất. Chắc chắn Nanoray thì cho chúng ta thường thường nhà xuất cho chúng ta cái điểm cân bằng nó chỉ khoảng tầm 290 thôi. Thiên về phản tạp đa phần các dòng Nanoray. Cây màu xanh, đúng thế. Các sản phẩm chỉ cho chúng ta coi cây này nó khoảng tầm 289 đến 290. Cuối cùng cái cây màu xanh tím cũng cho chúng ta cái điểm cân bằng nó rơi khoảng tầm 289 đến 290 thôi. Thì Nanoray như anh em cũng biết là đại diện cho một dòng sản phẩm tới từ thương hiệu Yonex, thiên về là một cây vợt có thân cứng, đầu nhẹ nhàng để giúp chúng ta đánh phản tạt nhiều hơn. Đây thì những anh em nào mà thích cây vợt mà thủ nhanh này, đè lưới nhanh này, mà nhẹ. Đấy, tất nhiên là những sản phẩm mà thân cứng đầu nhẹ này rồi thì người ta sẽ không công được ngon. Nhưng ai phải có cổ tay thật tốt thì mới gập được, còn không thì chúng ta chỉ đánh phản tạt, tì đè trên lưới, đánh nhanh, thủ sướng, điều cầu. Thì chúng ta có thể chọn Nanoray 70 Line với giá chỉ 7XX. Vâng, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm tôi muốn giới thiệu cuối cùng, giá thành cũng chỉ 7XX thôi. Thì chúng ta sẽ tới với cái sản phẩm có tên là Asaber 71 La, đại diện cho dòng vợt 5U của Asaber. Đây, Asaber 71 Line hiện có 3 sản phẩm màu, màu trắng, màu vàng, gọi là màu vàng này, là màu vàng sữa đi, và một cái màu gọi là màu
xanh than đen. Ba sản phẩm. Chúng ta bắt đầu cân cây đen trước nhé. 81,7 với sản phẩm đen. Sản phẩm vàng, vàng sữa. 80,5 và cuối cùng là sản phẩm màu trắng. 83,9. Ồ, cái sản phẩm màu trắng này sao lại nặng như thế? Như anh em cũng biết là chúng ta nên trừ khoảng tầm 1,5 gram đi, bởi vì là cái cuốn này nó hơi nặng, cái ni lông bọc cá này nó hơi nặng anh em nhé. Đầu tiên, cây nặng nhất theo cái thông số này chúng ta sẽ đo cái điểm swing là bao nhiêu. Điểm swing của cây 71 màu 71 lai màu trắng 83, ok đấy chứ. Điểm swing của cây 71 màu vàng 77,5. Ơ, sai à? Sao lại kiểu gì mà nhẹ thế? Điểm swing thấp thế. Tôi đo lại một lần nhé. 71 lai màu vàng. Ơ, đúng 77,5 thật. Sao cái này nó điểm swing lại thấp thế nhỉ? Cuối cùng, cây màu đen. Cây màu đen. Ok, màu đen có điểm swing 80. Thì từ đây ba cái sản phẩm Asaba này thì chúng ta có độ điểm swing khác nhau. Màu trắng điểm swing tốt nhất, công được ổn nhất. Màu đen điểm swing vừa và màu vàng là xuất hiện về lượng phản tạo. Đấy là theo thông số như vậy. Nhưng mà anh em cũng biết là Asaba là một dòng đại diện của Yonex. Nói lên một dòng sản phẩm đó là thân hơi dẻo một chút. Đấy, đầu gọi là đầu có độ đầm. Thì Asaba thì thường là sản xuất các cái sản phẩm vượt công thủ toàn diện. Như anh em biết là công thủ toàn diện nhé. Asaba 11 rõ ràng là công thủ toàn diện rồi. Các cái sản phẩm công thủ toàn diện rất nổi tiếng của Asaba tới từ Yonex. Và hiện tại thì Asaba 71 line này, tôi đo nốt cái điểm swing xem nó có phải điểm cân bằng xem nó có phải là một cái vượt toàn diện không? Không. Xin thưa rằng với anh em nhé, riêng ở đây của Asaba 11 này thì có cái quả rất lâu rồi tôi mới thấy một sản phẩm có cái điểm cân bằng thấp như thế này. 280 anh em ạ, 280 điểm cân bằng, điểm swing 77,5. Thì đây tôi nói xin thưa với anh em một cây vợt cực kỳ yêu thích cho giới nữ đây này, thủ nhanh, thân không quá cứng này, thủ nhanh này, các thứ nhanh này. Có mỗi tội là nó nhẹ quá thôi. Hiện tại tôi cầm này thấy nó hơi nhẹ quá, thủ nhanh. Con này đáng lý phải đổi tên thành Nano Ray hợp lý hơn để Asaba. Tại sao nó nhẹ thế? Ủa, nhanh lắm. Con này mà chị em nữ là chơi thì cực kỳ hay đây này. Sản phẩm 5U này mà nhẹ, phản tạt rất nhanh, lên chí giết thì cực kỳ thích đấy. Tiếp tới là màu đen của Asaba 71 Lite. Asaba 71 là cây màu đen thì chúng ta cái điểm cân bằng nó rơi vào khoảng tầm 285 tới 286, cũng là một cây vượt khá là nhẹ đây. Nhưng mà khi cái thân dẻo, như anh em biết khi thân nó dẻo một chút như thế này thì nó sẽ trợ lực cho chúng ta nhiều hơn. Đấy, nên là Asaba thì thường nó sẽ giúp chúng ta là có những quả phông tốt hơn so với Nano Ray. Vào lực bằng vai nó cũng dễ hơn. Cuối cùng cây màu vàng, cây màu trắng, cây màu vàng rồi. Cây màu trắng cho chúng ta cái điểm cân bằng tầm khoảng tầm 296 cho tới 297. Điểm swing là 83. Thì những anh em nào mà hay là những người nào mà muốn một cây trợ lực nhất trong dòng Asaba 71 Lite, chúng ta sẽ chọn cây màu trắng. Cây màu đen thì nó sẽ là toàn diện, còn cây màu vàng thiên về phản tạo nhiều hơn. Vâng, vừa rồi anh em chúng ta đã đi review nhanh, giới thiệu nhanh những cái sản phẩm dưới 1 triệu tới từ thương hiệu Yonex. Như anh em cũng biết thì có rất nhiều những người hỏi tôi về các cái sản phẩm vợt của Yonex dành cho người mới chơi, tầm giá vừa tiền, tập thể dục được, mua được rất là dễ dàng. Thì các sản phẩm 21i, 27i và 25i giá chỉ 6xx, còn sản phẩm 70 và 71 Lite giá 7xx. Thì đây là các sản phẩm vợt 5U dành cho đối tượng người mới chơi, những người thích chơi những cây vợt nhẹ, đánh nhanh. Nói chung là nó có rất nhiều các sản phẩm để phù hợp với từng cái kiểu tay khác nhau. Anh em nào mà muốn biết cây nào chi tiết thì có thể liên hệ ngay với FB Shop để FB Shop có thể tư vấn nhé. Còn bây giờ thì cũng là phần cuối của clip rồi.
Rất lâu chúng tôi mới quay lại làm review, làm giới thiệu những cái phân khúc tầm giá. Trong đợt này chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để phục vụ cho tất cả các anh em. Các anh em nhớ chú ý theo dõi nhé. Bây giờ cũng là phần cuối rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ây xa, quên mất, lâu ngày không làm. Anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube của Edushop. Và nếu thấy clip này hay thì chia sẻ cho bạn bè của mình biết. Tội gì nhỉ? Và nhớ nút chuông để đón chờ những clip tiếp theo nhanh và sớm nhất. Bye bye.